tiên, còn cà phê và sả. Đã là những câu sông móm quá, giờ chuyển câu suối. Đây là suối Nậm So ở khu vực cầu Thầm Bú. Không biết thì tình hình thế nào. Phẩm nên nước ban sản to thế, toàn sản cụ. Nước này khá đẹp, này có một cần thủ câu cá khính. Bố con nhà thuyền lưới đang câu yên tĩnh, bố con ra đập cuối qua này, chắc về thôi. Bắt được mấy con nhện này, nhện đá mắc vào, chắc là mắc vào mồi câu.
Đây lại một kỷ lục nữa, phát 4 con. Cụ nha, này được. Từng này ta sạm. Trường hơi nhiều cát này, biết về có thành an không.